Shop app Free Fire Liên Quân, nick Liên Quân 247.com, cơ hội nhận ngay app VIP chỉ với 50k. Hôm nay là mình chơi Kelly level 6 nên là chạy nó vô cùng là nhanh nhá. Hôm nay chắc là tầm khoảng là hơn 11 giờ kẹo live sau nha anh em. Offline hơi muộn. Ơ đổ lộn, à không sao cả, mình thích nhau dùng EMP hơn. Bởi vì là EMP sát thương nó dễ headshot hơn nha em ạ. Đấy, dễ headshot hơn MP5 nhá. Ui, đậu xanh, chết gì vậy, chết nỏ à, ui, chết nỏ à. Chạy hả em ơi, chết nỏ hả. Thế thì ghê rồi mà ơi. À mình chạy à. Em bạn ơi đứng lại đừng có chạy. Đừng có chạy bạn, đứng lại. À chạy à. À chạy à. Ui. Giúp được gì cả. Chém sao cả ghê vậy. Bạn chơi ghê quá nhỉ. Đây anh em. Ui. Hiện tại thì kẹo có cả hai nòng súng 3 cơ. Ngon. Thế lên tạm trên cái đã. Ui nữa hả? Nữa hả? Ui. Nữa hả? Ui, cái đậu xanh. Nữa hả? À, chạy à? Ok. Mình sẽ lên trên để mình lựa một cái. Cái này tôi gọi là cái huy hiệu tự săn anh em ạ. Lâu lâu thì kẹo hơi có quen một. Ở đâu? Có quên một xíu nha anh em. Sorry mọi người. Chơi game kiểu như là vừa chơi game này vừa nói chuyện với anh em. Đâm ra là nói nhanh quá. Suýt cắn vào lưỡi rồi. Ơ, thằng này nghèo quá, đâm ra là chạy số âm sắc của nó là không có gì cả rồi anh em ơi. Buồn ghê ta. Quá buồn. Qua phía này coi xem là chúng ta sẽ có gì nào anh em ơi. Mình sẽ lục tung cả cái thung lũng ra cái đã. Quan trọng là sẽ kiếm thêm được nhiều mạng anh em ơi. Ok. Chơi tạm cổ này đi. Bởi vì là page chúng mình nó vừa nhiều đạn hơn. Đấy. Và độ giật nó đỡ hơn so với EMP anh em ạ. Ống nhiệt này, ngon. Ống nhiệt thì mình sẽ trang bị vào M451 nhé các bạn ơi. Ui, quên mất. Mình còn có một cái ống ngắm ngon hơn, đó là ống ngắm 1X cơ. Nên là ống nhiệt cho tạm vào P90 cũng ổn nha anh em. Không cần phải sửa gì cả nữa. Ok, let's go nào các bạn ơi. Hello mọi người. Có Scar này đây. Anh em bảo tôi là anh chơi Scar nhiều lên này. Ok. Thế dạo này thì kẹo sẽ đổi qua Scar chơi hẳn nha anh em nhá. Đấy, để đáp lại cái sự mong mỏi của anh em là kẹo sẽ đổi qua Scar chơi luôn. Xem nào này có sấy căng không nhỉ anh em. Kẹo mà cầm Scar thì sấy gắt thôi rồi các bạn ạ. Nào, lên. Mình sẽ lên phía trên này anh em ạ. Wow, để coi nào. Người đâu cả rồi. Ui. Mình sẽ chạy thẳng lên phía cổng trời nhanh anh em ơi. Bởi vì là đây thì cậu không thấy ai cả này. Khá là vắng nhá. Em ơi, anh chị cả mà đâu có ghê đâu em. Ok, kẹo sẽ cố top 1 nha các bạn. Chúc các bạn xem live vui vẻ nhá. Lên luôn và không phải ngại gì cả anh em ơi. Không biết là đây còn cái nâng giáp không nhỉ. Ui. Nâng giáp đã bị ăn rồi nhé. Như vậy là có người ở đây rồi. Rất câu nè các bạn ơi. Cùng kẹo đôi sao bạn nào nha em ơi. Đây ok. Mình sẽ chạy qua đây kìa. Đó, chạy qua đây luôn này. Ui. Sao mọi người ơi. Là kẹo đang chơi game này không bật nhà nhá. Đang chơi game không bật nhà nha anh em ơi. Ok. Xong. Xanh mộ. Sấy kinh chưa anh em. Phải gọi là sấy kinh hồn luôn nhỉ. Ui, chỉ tới máu. Quá nhiều rồi nha bạn, mình sẽ vứt bớt tùm máu đi này. Thêm vào đó là mình sẽ lượm thêm đạn xuống chơi nha các bạn ơi. Ok. Tầm này 7 tuổi máu này. Tầm này đạn là ổn rồi nha em ơi. Let's go nào mọi người. Mình sẽ tiếp tục chạy trên khu cổng trời nha anh em. Chúc anh một buổi tối vui vẻ. Ok, thank you mọi người. Chúc mọi người xem live vui vẻ nhé. Ui, có xe anh em ơi, có xe anh em ơi. Nào, xe đâu? Đây à? Xe đây à? Xuống xe em, đừng có chạy em ơi. Đúng rồi đấy em. Xuống xe em, chạy nha.
Đậu xanh cẩn thận nó sấy mình anh em ạ. Ui, đang ngồi trong nhà rồi, nhà mày nó đang ngồi trong nhà rồi. Từ từ đã các bạn ơi, wow. Cái đầu nó kia phải không? Không phải anh em ạ. À, không dám bắn cả. Đậu xanh. Đậu xanh câu lựu à? Ui, câu lựu à? Xanh mộ cho em hẳn là câu lựu với anh à? Anh lại sợ chủ quá cơ, ok. Ui, có cả ô da cả. Thế thì ngon rồi. Như này thì ngon quá rồi anh em ạ. Kẹo sẽ lượm thêm một ít bom keo cái đã. Là bom keo khá là cần thiết mà mọi người. Đây, có 4 quả bom keo này. Let's go anh em ơi. Cùng kẹo đi xem mạng nào mọi người. Hello và xin chào tất cả anh em. Và trong cái trận đấu này còn lại đó là 15 người chơi nữa. Wow. Cứ chạy xuống khu dân cư cái đã. Chúng ta sẽ kiếm từ đó mà luôn. Không phải ngại đến đâu cả. Đây. À có xe, có xe, có xe anh em ơi, có xe nhá. Nào mình chạy à? Mon thật chắc à. Em ơi, từ từ anh em ơi, mình sẽ tìm cách chặn đầu xe nó luôn này. Ôi nhưng mà xe này lên dốc nó ghê, lên dốc ghê quá nhỉ. Xuống xe ơi, xuống xe ơi. Ui, xuống xe ơi. Xanh mộ cho em. Ui dồi ôi. Ui dồi. Ui, ui dồi. Em ơi, gạ team up này. Bữa nay là kẹo không team một con thằng nào cả anh em ạ. Gạ team up hải em ơi. Kẹo không tin ai đâu nha. Bởi vì là anh em toàn gạ team up. Với anh em tôi chết quá nhiều rồi anh em ạ. Đấy bữa nay là không tin một con thằng nào nữa. Nào, ui, liệu choáng cơ. Lượm thêm liệu choáng này. Ok, tại chúng hai này ngon. Và mình sẽ chạy trên con xe của mình anh em ạ. Xe kia của nó hơi nát. Đấy, nên là mình chạy xe này nhá. Let's go nè các bạn. Xe này nó còn khá là mới nhá. Úi dồi, lại lại anh em ơi. Đang mãi chơi, mãi đọc comment của anh em. Đâm cả vào hàng rào như này. Ok nào anh em ơi. Cùng kẹo đi xem mạng nào anh em ơi. Mình sẽ chạy qua đây cái đã. Ui, chạy qua đây nào các bạn ơi. Không phải được nữa hả? Ồ, để coi. Kẹo sẽ tìm cách kêu từ đó một lần nhá. Không phải ngại đến đâu cả anh em ạ. Let's go. 9 thằng nữa à? Ui, để coi nào. Chắc là bây giờ thì mình sẽ quay lại khu vực thung lũng một xíu nha anh em. À đây đây. À đây rồi, thấy người rồi nha em ơi. Mày chạy à? Sau nhà gỗ này anh em ơi. Úi dồi đây à? Đây à, đây à? Đây à? Ui, đây à? Đây à? Úi dồi đây à? Ok, xanh mộ rồi nhá. Mày chạy với anh à? Nữa hả, nữa hả? Ui, nữa hả? Ui, nữa hả? Ui, nữa hả? Ui, nữa hả? Mày chạy à? Ui. Xuống xe này em. Không xuống xe này. Ok. Anh em thấy kẹo xế ghê chưa? Đấy. Xe nó phải gắt như vậy luôn cả đi. Không kịp chạy này. Đây go này anh em. Ui. Hơi bơm máu một xíu nhưng mà không sao cả ở đây. Mình có tận 10 tờ máu cơ mà. Ngại gì hả anh em? Bơm máu cái đã. Rồi là chúng ta sẽ chiến đấu tiếp thôi nha. Đây. Tiếp tục săn mạng này anh em ơi. Wow, thính rơi hả anh em. Xem là thính có gì nào anh em ơi. Úi dồi ôi. Chưa thấy thính đâu cả đâu. Thính nó ở mãi bên trên cơ, tôi tưởng thính ở dưới này. Đây, chạy thẳng theo hướng này, hướng 165 nha. Sẽ có thính nha các bạn ơi. Bây giờ hiện tại thì mình đang dùng cái giáp ba nó nát quá nhỉ. Xem kiếm được rác chống nổ thì ngon. Đấy anh em ạ, nào. Cố gắng kiếm cái rác chống nổ nào. Ui, SVD anh em ơi. Bên kia là motor truck anh em ạ, không phải tính đâu. Nếu fan biết anh để gạt team up thì anh có kill fan đó không vậy? Tất nhiên là không rồi em. Anh là rất là mong các fan gạt team up thì chơi vui mà anh em.
chứ còn là mấy ông giả vờ gạ team up thì anh sợ lắm rồi em ạ. Hôm nay thì kẹo online đến từ khoảng hơn 11:30 một xíu thì mình sẽ nghỉ nhá. À đâu, hơn 11 giờ một xíu thì kẹo sẽ nghỉ nhá anh em ơi. Ok, lao thẳng xuống đèo đá luôn nha anh em. Ui dồi ôi, pha lao xe như phá xe anh em ạ. Đây gọi là những cái pha chạy xe như pha đến từ vị trí của sĩ kẹo. Wow. Ok, hello anh em. Đây các bạn ơi, chạy lên phía trên nào anh em ơi. Let's go. Ơ đậu xanh. Dưới này không có ai cả anh em ạ. Buồn ghê ta. Quẩy để con nào. Không biết là có đứa nào chạy mo không nhỉ anh em. Còn lại có 4 thân nữa thôi anh em ơi. Wow. Mình sẽ lượn lờ tới tinh coin để kiếm thêm mạng nào các bạn. Đến 1 giờ đi á em ơi, đến 1 giờ thì lại muộn quá rồi. Anh lại đến hơn 11 giờ một xíu thay sẽ nghỉ lại nha em ơi. Với lại thì lại đến 1 giờ thì điện thoại của anh làm gì còn pin đâu. Điện thoại của anh thì lại hơn 3 tiếng một xíu là hết pin mà em. Ồ, bom keo hả? Ồ. Ui. Bom keo hả? Bom keo hả? Ui, bom keo hả? Ui, bom keo hả? Bom keo hả? Ok ok. Anh em ơi, anh em ơi. Ui anh em ơi, anh em ơi, ui. Cuốn quá anh em ạ, à. Làm quả dựng full bom keo này. Thế thì ghê rồi anh em ơi, nào. Mày chạy à, mày chạy à, ui mày chạy à. Xế ghê vậy, ui. Xế ghê vậy, ui. Xế ghê vậy. Em ơi, xế ghê vậy hả em ơi, anh sợ chú rồi nha. Thế kêu xế ghê vãi chửi anh em ạ, à. Gắt quá nhỉ anh em. Nó làm kẹo sợ đấy. Mình cứ máu có đã anh em ạ, à. Ghê thật anh em ơi. Tí đai, tí đai. Đây còn lại thật cuối thôi anh em ơi. Đây rồi, đây rồi, thật cuối kia. Thật cuối ngay chỗ này anh em ạ. Wow. Ủa đâu rồi? Nó sau trụ điện rồi anh em ạ. Ui. Núp nhanh vậy hả em ơi. Núp nhanh vậy em. Hey you. Nó vẫn đang núp đấy anh em ạ. Kẹo sẽ bơm để máu cái đã. Bơm để máu luôn anh em ơi. Ui. Đấy đấy anh em ơi, nó đang ngồi canh kìa. Nó đang ngồi canh kẹo kìa anh em ơi. Mấy canh anh nhỉ? Mấy canh anh nhỉ? Ui, nó phá nó ổ xe rồi anh em ạ. Thế thì ghê rồi. Thế thì ghê rồi anh em ơi. Thế thì ghê rồi các bạn ơi. Thôi có được quấy ở ngay kia anh em ơi. Ui ui, đậu xanh. Ghê vậy ai chơi. Đây kẹo quần máu cái đã. Bạn ơi làm gì mà căng vậy hả. Bạn ơi làm gì mà căng vậy hả. Làm gì mà căng vậy hả. Ui căng vậy. Căng vậy ai chơi hả bạn ơi. Đây mình lên trên rồi các bạn ơi. Có một quả liệu chán này. Với lại 3 quả liệu đạn bình thường này. Câu liệu bình thường nha anh em. Ôi bồn bồn máu này. Vẫn mất máu anh em ạ. Ui. Vẫn mất máu anh em ơi. Mất máu này anh em ơi. Ui. Đậu xanh. Mày làm gì vậy. Ui. Nó đang đứng phía dưới anh em ạ. Càng quá nhỉ anh em. Ghê vậy bạn ơi. Bây giờ mình mới nói cái canh ở đây luôn. Ui. Đậu xanh chạy à. Chạy ghê vậy, ui. Nhân giống này, ui, chạy hả em ơi. Yes, tuyệt vời anh em ơi. Nhảy đi chó, chó cho lộn anh em ơi. Đây, chó này. Phi tên lửa lên, chó ơi. Ok, như vậy là trận này kẹo đã lên được bạch kim rồi nhé các bạn ơi. Yes, với 12 kill top 1 này anh em. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu như các bạn thấy video của mình hay thì đừng quên để lại một like. Và hãy nhấn vào đăng ký kênh, bấm chuông để nhận được thông báo khi mình đăng video mới nhất nhé.